Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thông thường thì chắc mọi người chúng ta đều nghĩ rằng hôm nay chúng ta đến đây để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto 16. Xin Chúa đón đưa Ngài và hưởng hạnh phúc với Chúa. Có lẽ đơn giản mọi người chúng ta đều nghĩ như thế khi chúng ta tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Ngài hôm nay. Nhưng thưa cộng đoàn, thiết nghĩ hôm nay chúng ta không đến chỉ để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto 16. Nhưng hôm nay chúng ta còn đến đây để lãnh nhận từ Ngài một món quà. Món quà mà chúng ta được lãnh nhận từ Ngài đó là những tâm tình mà Ngài đã để lại cho chúng ta trong chúc thư tinh thần. Không biết là có ai đọc cái chúc thư của Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto 16 không? Nhưng nếu chúng ta đọc qua chúc thư tinh thần của Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto 16 mà Tòa Thánh đã công bố, thì chúng ta thấy gói ghém trong chúc thư tinh thần ấy bốn tâm tình. Tâm tình thứ nhất mà Đức Giáo Hoàng để lại cho chúng ta đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Nhiều người cũng nói là thì ngày nào chúng ta chả tạ ơn. Như vậy trong cái tâm tình tạ ơn Thiên Chúa mà Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 để lại cho chúng ta có nét gì đặc biệt? Có nét gì không? Chứ còn nếu mà nói tâm tình tạ ơn thì chúng ta cũng quen rồi. Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 tạ ơn Thiên Chúa và cái tâm tình ấy nó có một nét đặc biệt như này: tôi tạ ơn Chúa qua bao thời điểm hỗn loạn, Người nâng tôi dậy khi tôi bắt đầu trượt ngã, và khi nhìn lại tôi thấy và hiểu rằng những đoạn đường tăm tối gian khổ của hành trình ấy cũng chỉ là vì ơn cứu độ của tôi. Thưa cộng đoàn, chúng ta thấy một cái nét rất là độc đáo của cái tâm tình tạ ơn Thiên Chúa mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức để lại cho chúng ta, đó là tạ ơn không chỉ trong những lúc thuận buồm xuôi gió, nhưng mà tạ ơn ngay cả trong những lúc trượt ngã kìa. Tạ ơn ngay khi mà phải đối diện với những sự hỗn loạn, những đoạn đường tăm tối, gian khổ của cuộc đời, vẫn tạ ơn. Chứ không phải chỉ có là trúng số mới tạ ơn, làm ăn thành công mới tạ ơn, thi đậu mới tạ ơn. Không. Tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi đối diện với những biến loạn, hỗn loạn của thời cuộc, những lúc trượt ngã, vẫn tạ ơn. Tại sao vậy? Tại vì Ngài nói rằng tất cả mọi thăng trầm ấy cũng chỉ là vì ơn cứu độ. Những lúc mà chúng ta xin Chúa ở cái ơn gì, thế xong rồi Chúa mà chưa ban, hay là Chúa ban xin sống xong rồi thế là mai là chết, thế có tạ ơn không? Đức Giáo Hoàng nói Ngài luôn tạ ơn Chúa dù cuộc sống có bị đối diện với những hoàn cảnh hỗn loạn, hay bản thân Ngài có phải trượt ngã đi chăng nữa, đối diện với những đoạn đường tăm tối và gian khổ, vẫn tạ ơn. Vì tất cả những cái cung bậc thăng trầm ấy, Chúa chỉ muốn cho Ngài một điều thôi là lãnh nhận ơn cứu độ. Đấy là tâm tình thứ nhất. Tâm tình thứ hai mà Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã để lại cho chúng ta trong chúc thư, đó là tâm tình cảm ơn. Ngài cảm ơn ai? Ngài cảm ơn cha mẹ của Ngài. Ngài cảm ơn vì Ngài đã có một ngôi nhà tuyệt vời. Ngài cảm ơn vì đức tin mạnh mẽ của cha Ngài
Ngài cảm ơn vì lòng mộ đạo chân thành và lòng tốt bao la của mẹ Ngài. Ngài cảm ơn vì có một người chị chăm sóc một cách vị tha, đầy quan tâm và ân cần. Ngài cảm ơn vì Ngài có một người anh luôn mở đường cho Ngài bằng một sự sáng suốt trong phán đoán, mạnh mẽ trong quyết tâm và sự vui vẻ trong tâm hồn. Cho nên Ngài nói, Ngài cảm ơn gia đình của Ngài vì nơi đấy Ngài nhận ra đó là một ngôi nhà tuyệt vời. Cảm ơn vì một người cha đầy đức tin mạnh mẽ. Cảm ơn vì một người mẹ mộ đạo và bao dung tốt lành. Cảm ơn vì có một người chị chăm sóc, vị tha, quan tâm, ân cần. Cảm ơn vì có một người anh sáng suốt, mở đường, phán đoán, mạnh mẽ trong quyết tâm và vui vẻ trong tâm hồn. Tâm tình thứ hai là tâm tình cảm ơn. Tâm tình thứ ba trong chúc thư mà Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI để lại, đó là lòng biết ơn. Lòng biết ơn của Ngài dành cho ai? Lòng biết ơn của Ngài trước tiên dành cho những người, những nơi làm ơn cho Ngài. Ngài nghĩ đến những người dân ở quê hương của Ngài. Ngài nghĩ đến đất nước của Ngài. Ngài nghĩ đến những người thầy đã hướng dẫn Ngài trong suốt hành trình cuộc đời của Ngài. Nhưng mà Ngài không chỉ biết ơn những người làm ơn cho Ngài, nhưng mà Ngài nói, tôi còn muốn diễn tả lòng biết ơn đối với những người tôi làm ơn cho họ kìa. Chứ không phải là chỉ biết ơn những người mà người ta làm ơn cho mình, mà Ngài biết ơn những người mà Ngài làm ơn cho họ là ai thế? Bởi vì Ngài là một nhà thần học giảng dạy rất là lỗi lạc, cho nên Ngài có biết bao nhiêu là học trò. Ngài biết ơn những người học trò của Ngài. Rồi Ngài biết ơn những nơi, những môi trường mà Ngài đã phục vụ trong tư cách là người mục tử của Hội Thánh, Bộ Giáo lý Đức tin trong nhiều năm tại Roma, rồi trên cương vị Giáo Hoàng. Thì tất cả những nơi mà ở Roma hay ở Ý hay bất kỳ nơi nào mà Ngài đã được phục vụ, thì Ngài muốn nghĩ đến lòng biết ơn. Cho nên thưa cộng đoàn, lòng biết ơn của Đức Giáo Hoàng không chỉ diễn tả đối với những nơi, những người mà làm ơn cho Ngài, nhưng mà Ngài còn muốn diễn tả lòng biết ơn của Ngài đối với những nơi, những người mà Ngài làm ơn cho họ nữa kìa. Rồi tâm tình thứ tư mà Đức Giáo Hoàng để lại cho chúng ta trong chúc thư tinh thần, đó là xác tín, một xác tín. Xác tín gì? Xác tín về một Đức Giêsu Kitô thực sự là đường, là sự thật và là sự sống. Và giáo hội trong mọi khuyết điểm của mình thực sự là thân thể của Người. Thưa cộng đoàn, chúng ta nghe cái xác tín ấy thì chúng ta thấy nó bình thường lắm. Nhưng mà đối với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, xác tín đấy không có bình thường. Nó là một sự đúc kết của bao nhiêu năm tháng suy nghĩ, biện luận, trao đổi, nghiên cứu, suy tư. Và cuối cùng thì Ngài nói, Ngài xác tín rằng Đức Giêsu Kitô thực sự là đường, là sự thật và là sự sống. Và giáo hội trong mọi khuyết điểm của mình thực sự là thân thể của Người. Và từ cái xác tín ấy, Ngài mời gọi mọi người trong giáo hội hãy vững vàng trong đức tin. Đừng có để cho mình bị bối rối. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI
là một nhà thần học lỗi lạc, chứ không phải là chỉ là một mục tử hết lòng với đàn chiên. Trước khi Ngài trở thành giáo hoàng, Ngài đã là một nhà thần học cực kỳ lỗi lạc. Và Ngài đã góp phần trong tư cách là một chuyên viên vào công đồng Vaticano thứ hai đấy, một chuyên viên thần học. Và sau đó thì suốt cái hành trình sau công đồng, Ngài trở thành một nhà thần học, nghiên cứu về thần học lỗi lạc kiệt xuất của Hội Thánh. Không dễ mấy người mà có cái khả năng suy tư biện luận và có một cái đầu óc tinh tường trong tư duy như là Đức Giáo Hoàng. Cho nên nếu chúng ta đọc lại những cái thông điệp, những cái tông huấn mà Đức Giáo Hoàng để lại, chúng ta thấy ở trong đấy chẳng những đầy tâm tình của một mục tử hướng dẫn đàn chiên, nhưng mà với những lý lẽ và những căn cứ rất là chắc chắn và có sức thuyết phục. Chung chỉ là những lời khuyên, ôi giữ đạo đi chết lên thiên đàng, không. Và cuối cùng thì Đức Giáo Hoàng sau nhiều chục năm nghiên cứu về thần học thì cuối cùng Ngài nói câu như này: thưa cộng đoàn, đừng có để cho mình bị bối rối, bởi vì Ngài nói là tôi đã đồng hành trên con đường thần học và đã chứng kiến nhiều luận điểm dường như không thể lay chuyển được. Có nhiều luận điểm đã xuất hiện ở trong dòng lịch sử thời cận đại và hiện đại. Và Ngài nói là tôi đã đối diện với nhiều cái luận điểm thần học mà những lúc mà nó xuất hiện thì xem ra không có thể cái nào mà có thể lay chuyển được nó. Rồi Ngài liệt kê ra một vài cái ví dụ cụ thể: thế hệ tự do, thế hệ chủ nghĩa hiện sinh, thế hệ chủ nghĩa Marxist. Nhiều khi chúng ta nghe chúng ta cũng chẳng hiểu nó là cái gì, nhưng mà nó là những tư tưởng, những trào lưu triết học đã một thời làm ảnh hưởng lên rất nhiều người có học thức ở trên thế giới này. Và Ngài nói là tôi thấy và thấy từ cái mớ giả thuyết rối rắm ấy qua đi hết và xuất hiện cái gì? Tính hợp lý của đức tin đã xuất hiện và đang xuất hiện trở lại. Cho nên thưa cộng đoàn, một người nghiên cứu thần học lỗi lạc uyên thâm sau nhiều năm tháng đúc kết lại thì Ngài nói tất cả những hệ tư tưởng, tất cả những lý thuyết mà một thời tưởng là không có một lý lẽ nào có thể quật đổ được thì dần dần tan biến hết. Cho nên cuối cùng Ngài nói tôi đi đến một xác tín, không có nghi ngờ gì nữa, Chúa Giêsu Kitô thực sự là đường, là sự thật và là sự sống. Giáo hội trong mọi khuyết điểm của mình thực sự là thân thể của Người. Cuối cùng Ngài đi đến cái xác tín này. Tất cả những cái chủ thuyết, tất cả những cái hệ tư tưởng trong dòng thời gian mà Ngài đang sống, Ngài đã sống, dần dần xuất hiện và cuối cùng sụp đổ hết. Và cuối cùng đức tin đưa Ngài đến với Thiên Chúa và với cái xác tín vào Đức Giêsu Kitô như thế. Thưa cộng đoàn, bốn tâm tình mà Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI để lại cho toàn thể giáo hội, cho cộng đoàn dân Chúa chúng ta hôm nay ở đây, dẫn chúng ta đi đến bốn bài học. Nếu tâm tình thứ nhất là tâm tình tạ ơn Chúa, ngay cả những lúc Ngài bị trượt ngã, ngay cả những lúc Ngài phải đối diện với những tăm tối và gian khổ của cuộc đời, thì tâm tình ấy dẫn chúng ta đi đến một bài học. Hãy biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhiều khi chúng ta cứ xin ơn này ơn kia, xong rồi thấy được thì tạ ơn, các phải không? Mà thấy chưa được thì sao? Xin tiếp. Đấy, hôm nay xin xong mà mai thấy chưa được lại xin tiếp. Xin cho con lấy được người con yêu, thế mai chưa được thì lại xin tiếp. Đấy. Xin hoài. Không. Dù Chúa chưa cho hay dù Chúa cho chúng ta một điều gì khác với cái điều chúng ta xin, thì như cái tâm tình Đức Giáo Hoàng để lại cho chúng ta, đó là tạ ơn Chúa luôn luôn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Như Thánh Phaolô đã nhắn nhủ ở trong thư thứ nhất Tessalonica chương 5 câu 17, hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Các dì đi tu một lớp 5 người thế, 4 người được khấn thế, có cái gì kia là cái lóng tóng nó đứng lại thế. Có dễ mà tạ ơn được không? Các cái gì kia nó khấn hết ở trong mình cứ đứng lại. Thế mình có tạ ơn không? Không có dễ mà tạ ơn. Nhưng mà đấy là bài học thứ nhất mà chúng ta đón nhận nơi cái tâm tình đầu tiên mà Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức để lại. Thế bài học thứ hai, dựa trên cái tâm tình thứ hai, Đức Giáo Hoàng cảm ơn gia đình của Ngài, cảm ơn cha mẹ của Ngài, cảm ơn anh chị của Ngài. Chúng ta thấy cái gì? Thế bài học là gì? Vai trò của những người có trách nhiệm trong gia đình, vai trò của những người có trách nhiệm trong cộng đoàn, vai trò của những người có trách nhiệm trong giáo xứ quan trọng và cần thiết như thế nào cho cái gia đình của mình, cho cái cộng đoàn của mình, cho cái giáo xứ của mình. Những người có trách nhiệm trong gia đình là ai? Bố mẹ. Những người có trách nhiệm trong cộng đoàn là ai? Bề trên. Những người có trách nhiệm trong giáo xứ là ai? Cha xứ, các cha phụ tá, các cha phó và những người đứng đầu các đoàn hội. Vai trò của những người vô cùng quan trọng. Nên Đức Giáo Hoàng nói, tôi cảm ơn cha mẹ tôi cảm ơn chị của tôi cảm ơn anh của tôi. Ngài có một gia đình tuyệt vời, và nhờ cái gia đình tuyệt vời ấy của Ngài, Ngài trở thành một con người trưởng thành, chững chạc, hẳn hoi, tự tin để bước vào đời và thành công trong cuộc đời của Ngài. Cho nên, mỗi người chúng ta hãy nghĩ đến trách nhiệm Chúa ủy thác cho mình trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, và hãy nỗ lực để xây dựng gia đình của mình, cộng đoàn của mình, giáo xứ của mình trở thành một tổ ấm yêu thương đi. Đều rồi những người mà mình được Chúa ủy thác cho trách nhiệm, đón nhận được một sự ân cần, yêu thương, giáo dục, họ lớn lên, họ trưởng thành, họ tự tin bước vào đời với một sự thành công tốt đẹp. Đấy là bài học thứ hai. Bài học thứ ba khởi đi từ cái tâm tình lòng biết ơn mà Đức Giáo Hoàng đã dành cho tất cả những người làm ơn cho Ngài và cả những người mà Ngài làm ơn cho họ. Thưa cộng đoàn, nhiều khi chúng ta quen chỉ có biết nói lời cảm ơn với những người người ta làm ơn cho mình ấy. Còn những người mà mình làm ơn cho họ, mình không biết cảm ơn. Bởi vì mình nghĩ là cứ theo ngôn ngữ khôn ngoan của con người, mình làm ơn cho người ta thì người ta phải cảm ơn mình, phải không nào? Không. Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 nói, biết, Ngài nói là Ngài nghĩ đến lòng biết ơn đối với cả những người Ngài làm ơn cho họ đấy kìa. Bởi vì xét cho cùng, nếu không có người ta thì sao mà mình phục vụ được, sao mà mình giúp đỡ được? Nếu không có người nghèo thì mình giúp ai? Đứng ở kia xong, có ai không, làm gì có ai đâu mà giúp. Cho nên mình giúp đỡ người ta, mình phải biết ơn người ta. Các dì Mến Thánh Giá, dòng ở Thiên Hòa, cộng đoàn Thiên Hòa này giúp các em khiếm thị, mình cứ tưởng là mình làm ơn cho họ vào nào, không đâu. Không chỉ là mình, qua mình giúp đỡ các em, các em nó cũng là một đối tượng để giúp cho mình sống ơn gọi và sứ mạng đấy. Cho nên nhiều khi mình cũng phải nghĩ đến là nói lời cảm ơn, biết ơn các em nhé. Có các em mình mới phục vụ chứ. Thành ra mình thấy cái kinh nghiệm nó rất là hay. Thế gian không có biết dạy cái đó. Và cái bài học thứ tư, chúng ta dựa trên cái xác tín của Đức Giáo Hoàng trong cái tâm tình thứ tư. Xác tín cái gì? Xác tín chỉ có một điều dẫn chúng ta đi đến đón nhận ơn cứu độ. Tin vào Đức Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Tin vào giáo hội thực sự là thân thể của Chúa Giêsu Kitô, dù có nhiều khuyết điểm. Nhiều khi chúng ta lên internet, chúng ta cứ thấy người ta nói ôi giáo hội công giáo này kia, ôi thế kia nọ, thế là mình bị khủng hoảng. Mày bảo ôi thế chết, thế mình ở trong cái giáo hội mà nó đầy
tội lỗi chuyện này ông kia bà nọ, tội tai tiếng này tai tiếng kia, không biết là có còn nên ở hay không, hay là thôi đi sang đạo khác đi. Không, Đức Giáo Hoàng là con người thông minh, tài giỏi hơn chúng ta nhiều, kiệt xuất hơn chúng ta nhiều, và chứng kiến nhiều cái hệ tư tưởng nó có thể làm đảo lộn cả cái thế giới này trong nhiều năm tháng. Nhưng mà rồi cuối cùng Ngài nói, Ngài sống trong cuộc đời của Ngài, Ngài thấy tất cả các cái hệ tư tưởng mà nó đã tưởng như là nó khuynh đảo cả cái thế giới này rồi tan biến hết. Và rồi cuối cùng Ngài đi đến một cái xác tín chắc chắn không có nghi ngờ. Đức Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Và giáo hội là thân thể thực sự của người, dù trong cái giáo hội ấy vẫn còn những khuyết điểm. Không có nghi ngờ điều ấy. Thưa cộng đoàn, chúng ta nhiều khi bị cám dỗ, danh vọng, lợi lộc, thú vui, này kia nọ. Và thế là chúng ta không còn nghĩ đến Chúa, rồi chúng ta cũng chả còn nghĩ đến hội thánh. Hồi thôi kệ, tới đâu thì tới. Tôi mãi miết đi làm ăn kiếm tiền, tôi mãi miết đi tìm danh vọng cho cuộc đời của tôi mãi miết với những thú vui chóng qua phù phiếm của tôi. Cuối năm rồi, gần Tết rồi, cho nghỉ đạo ít dạo đi để mà ăn chơi tí, sau mai mốt để tính sau. Không, đừng có để cho mình bị cuốn vào trong những cơn cám dỗ tầm thường và mau qua như thế. Mỗi ngày sống xác tín vào Đức Giêsu là con đường, là sự thật và là sự sống dẫn chúng ta đi đến ơn cứu độ. Và mỗi ngày chúng ta xác tín vào hội thánh là thân thể thực sự của Đức Giêsu Kitô, dẫu hội thánh ấy vẫn còn những khiếm khuyết. Thưa cộng đoàn, bốn tâm tình mà Đức Giáo Hoàng để lại cho chúng ta, dẫn chúng ta, vén mở cho chúng ta bốn bài học như thế. Tuyệt vời. Cho nên thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta không phải chỉ đến đây để mà cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, đương nhiên. Nhưng mà chúng ta đến đây để đón nhận. Đón nhận một cái di sản tinh thần quý giá mà một người cha kính yêu của toàn thể giáo hội để lại cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta về nhà có thì giờ thì đọc lại cái chúc thư tinh thần của Đức Giáo Hoàng để hiểu hơn, rõ ràng hơn và sống những bài học, bốn cái bài học qua bốn cái tâm tình mà Ngài đã yêu thương, chất chiêu, đúc kết và không nghi ngờ gì, như là một di sản vô cùng quý báu để lại cho chúng ta là những người con cái của Ngài, là những người anh chị em của Ngài. Mỗi ngày chúng ta còn đang bước đi trong đức tin và vẫn còn đối diện với những khó khăn, thử thách trong đời sống hàng ngày của mình. Xin Chúa ban thưởng cho Ngài nơi nước trời, và xin Ngài bên Chúa cũng cầu bầu cho mỗi người chúng ta sống lại, sống bước lại những tâm tình, sống lại những tâm tình mà Ngài đã sống, với những bài học mà Ngài đã để lại cho chúng ta hết sức quý giá cho hành trình đức tin, cho hành trình ơn gọi của mỗi người chúng ta hôm nay ở đây và trong những ngày tháng sắp tới. Xin Chúa chúc lành cho Ngài, xin Chúa ban thưởng cho Ngài, và xin Chúa cũng cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta bên Chúa. Amen.